rồi, cũng như những con cá khác thôi. Mình phải tìm được cái điểm dựa, một là cần xung quanh các cái bè cá, hai là xung quanh các gành đá bên bờ. À, dính măng rồi, anh chấp cụ dính măng rồi, tuyệt vời. Như vậy lên sông Đà thì bác chấp cụ đã dính một con măng đầu tiên. Ăn sâu à, ăn rất sâu. Quá phê, cảm giác sướng không anh? Người Việt Nam đi câu tự nhiên và đã bắt lên cá. Hôm nay bắt món toán nhà quê và anh Vương Quốc Anh nhá. Chúc mừng chúc mừng bác chấp cụ. Mày ù nhá. Và con cá măng này là con cá măng nó cũng chưa to lắm nên là anh chấp cụ theo ý anh là anh sẽ thả lại.